7 tháng 7 năm 2002. Như thường lệ là sáng 8 giờ ngày Chủ nhật, chúng ta sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hiện giờ là chúng ta học tới cái phẩm Khánh Hạnh và kỳ 75. Xin đại chúng lưu ý là chúng ta đang học qua Tư Đế rồi nha. Phật đang nói lại cái pháp Tư Đế. Vì có người hỏi rằng ủa, kinh Đại Niết Bàn là kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa, sao lại có Tư Đế trong này? Để người ta có thể hỏi câu đó một cách dễ dàng đấy. Nhưng mà cái Tư Đế này, học cái này là nó khác hơn là cái Tư Đế mà của chính bộ kinh. Cái này là Tư Đế này là của Đại Thừa Phương Quảng, chứ không phải là Tư Đế của Tiểu Thừa. Cho nên Đức Phật vẫn nhắc lại Tư Đế và vẫn dạy Tư Đế, bởi vì Tư Đế nó có Tư Đế Tục Đế và Tư Đế Chân Đế. Tư Đế Tục Đế tức là Tư Đế của Tiểu Thừa, rồi cái ngôn ngữ văn tự, rồi những cái sự kiện cụ thể cứ mắt ra, không còn có cái gì khác để mà nhận thức, để mà tư duy, để mà tìm hiểu nữa, chỉ dựa trên ngôn ngữ văn tự đó mà thôi. Còn cái Tư Đế mà Phật nói đây nè, là đưa cho các cái hàm đệ tử đi vào cái chỗ từ cái Tục Đế đi tới cái Chân Đế. Thế nào là từ Tục Đế đi Chân Đế? Tôi nói ví dụ nè, mình học Tư Đế của Tiểu Thừa đó hả, của Thanh Văn Thừa đó, thì Tư Đế đó là khổ đế, thì chỉ nói rằng là có ba cái khổ, là khổ khổ, hành khổ và quả khổ, và tám cái khổ là sanh lão bệnh tử, thái dục ly, quán tăng hội, cầu bất đắc và ngũ âm thi hành. Cái gì là thấy nhiều khổ đó, biết được nhiều khổ đó bằng ngôn ngữ văn tự bao nhiêu đó thôi. Vì vậy cho nên nó chỉ có khổ đế mà nó không có chân đế. Càng là học mà khổ đế mà thấy có cái chân đế đó, tức là ngoài cái Tục Đế bằng ngôn ngữ văn tự vừa nói, còn có cái Tư Đế khác nữa, cái khổ đó còn thấy khác nữa, hiểu khác nữa, tức là khổ đế vô lượng, chứ không phải gì đó. Rồi khổ đế vô sanh, rồi khổ đế vô tác. Cho nên là khổ đế nhất định là không phải là khổ vậy, mà có thể là không hề có khổ. Thế thì cái đó bây giờ là chân đế đó. Khổ đế có là do cái sự nhận thức, sự sinh hoạt của chúng ta như thế nào, thế nào, thế nào, bằng cái sự là chấp nhân, chấp ngã, chấp bị, chấp thử, ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, thì nó có khổ đế thật là ba khổ và tám khổ.
Nhưng mà nếu mà cái người mà tôi tu đại thừa, người ta không còn chấp cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả, thì cái khổ đế không hề có. À, thế thì khổ đế đó mới gọi là chân đế. Cũng như về tập đế nó có tam độc, thì học tam độc là tham độc, sân độc và si độc, thế thì khổ đế đó không có chân đế. Mà đã có cái trình độ mà thấy rằng là tam độc, gọi là tam độc cái thực tính không hề độc, mà nó chỉ ví như bọt bèo sinh diệt quyển hư. Khi nào mê thì cái tam độc đó nó có cái công dụng tác động hoành hành ghê gớm thật sự, nhưng mà bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra được chúng. Cái gì là cái tỉnh thức là không tìm được cái tam độc đó, cái thực tính nó không hề độc, cái đó lại gọi là chân đế. Đây, cho nên cũng học cái đế mà nó không giống. Nếu mà nên cái đế này mà nói y như là cái đế mà mình học của chính bộ kinh của Tiểu Thừa đó là không được phép giảng kinh Niết Bàn. Vì giảng như vậy không trúng kinh Niết Bàn. Có lẽ cái gì, cái lẽ đó mà Ấn Tông Pháp Sư nói với Lục Tổ Huệ Năng rằng nhân giả giảng kinh Niết Bàn như vàng rồng, còn Ấn Tông Pháp Sư này giảng kinh Niết Bàn ngôn từ ý tứ như ngói gạch sạn sỏ. Cũng có thể là vậy, bởi vì đây cũng có tứ đế đại hòa, nhưng mà đem cái tứ đế mà học ra là của 45 năm trước á, lúc như đây là coi như bỏ cũng sẽ được. Mà cách đây nghĩa là 30 năm tôi đọc cái bộ Lăng Già của người ta dịch, đọc giữa bộ Lăng Già mà nó đi về cổ, nhưng mà đọc giữa bộ Lăng Già tôi phát hiện ra cái này không phải của Lăng Già. Đúc cái tư tưởng mà thân trung ấm này vô đây là không phải của Lăng Già tâm ấm. Thế vì là lấy kinh điển ra trong tạng mình ra mình nghiên cứu những cái bộ mà có cái khả năng kinh được đó ha, là hoàn toàn không có cái đó. Mà cái đó là của cái người dịch hiểu không nổi là đúc cái khác vô, thêm vào chỗ đó cho nó đầy đủ chỗ đó, bằng cái những cái tư tưởng là lè tè gây như điều chéo của đạo Phật. Cho nên là không phải đơn giản tí nào đâu. Cái Lăng Già mà nói mà cái hơi không phải Lăng Già là đọc qua ta biết ngay. Cái Niết Bàn mà nói cái giọng không phải Niết Bàn là cũng phải loại bỏ ngay. Cái gì là bữa hở mình nghiên cứu tới tổng quát về khổ đế, tập đế, dịch đế, đạo đế rồi. Và tôi cũng cần nhắc lại, học giáo lý tu đế, trọng tâm của giáo lý tu đế là học nhân quả. Để cái đó mà nhân quả là đối với vũ trụ quan đó, thì nó tương quan với cái bên cái mặt thời gian. Nhân quả là nó tương quan với thời gian. Còn nếu ta học cái chân lý thập nhị nhân duyên, chân lý duyên sanh đó, thì nó mới là tương quan với cái mặt không gian. Nên là khổ là quả mà tập là nhân, gọi là cái cặp nhân quả trong mê, trong cảnh giới mê của thế gian. Còn diệt đế và đạo đế là cặp nhân quả trước thế gian. Cặp nhân quả đó là nhân quả bên cái mặt ngộ của những người ngộ chân lý ở thế gian. Và học là vậy. Nhưng mà nói cái đó là có tứ đế mà không có chân đế. Còn chân đế thì phải học vô khổ, tập, diệt, đạo. Cái câu bát nhã là tóm tắt cái đó.
chư vô minh diệt chư vô minh tận, nãy chư vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, có nghĩa là vô khổ vô tập vô diệt vô vô đạo, đó mới là chân đế, đó mới là liễu nghĩa kinh. Bây giờ nói tới này, những nam tử khổ có tám tướng, rồi anh giới thiệu tổng quát, khổ đấy nó có khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Bây giờ chia ra chi tiết, phân tích từng chi tiết thì khổ có tám tướng. Là sinh lão bệnh tử, ai được ly quan tăng hội cầu bất đắc ngũ ân chi thành khổ. Những nguyên nhân dữ kiện có thể sinh ra tám thứ khổ như vậy gọi là tập. Ở đâu không có tám thứ khổ như vậy gọi là nghiệp. À, ta nói nước bàn là vậy đó. Nước bàn là không có tám thứ khổ đó thì gọi là nước bàn chứ không có nó ở cõi phía đông phía tây phía nam phía bắc, cũng không phải là ở trên cao dưới thấp gì hết. Bởi vì khi phật mình bây giờ mình chỉ lên về ra mình gọi là trên cao chứ không có, quá đất của mình nó quay cao cả thành thấp rồi thấp rồi cả thành cao, nó lộn tới lộn luôn. Cho nên chỗ nào không có tám cái tướng khổ đó thì gọi đó là diệt, đó là niết bàn đó. Mười cái lực, bốn cái sở quý, bốn niệm xứ, bốn cái lượng tâm gọi là đạo. Sinh có năm tướng, một là mới sinh ra, hai là đến rốt sau, ba là tăng trưởng, bốn là xuất thai, năm là có một chủng loại mới ra đời. Cái sinh và định nghĩa nó nhiều nghĩa vậy. Mới sinh ra cũng gọi là sanh, đến lúc sau cũng gọi là sanh. Đến lúc sau là chẳng hạn như ví dụ cái người mà vào cái giảng đường này đầu tiên là gọi là người đó mới vào, mới có. Nhưng mà cái người đến lúc sau người ta ngồi ra vào bình yên hết rồi, bây giờ có cái người đến lúc sau cũng là một người đến, mà là đến rốt sao. Ba là tăng trưởng, tăng trưởng là nó trên năng già, bây giờ là sanh bất khả thiết, mà sanh bất khả thiết, chứ sanh bất khả thiết đó có nghĩa là tăng trưởng. Ví dụ như trong bà con ta đang ngồi vậy nè, thì cái tuổi mà tuổi trẻ đó ha, tuổi 15 tới 25 đó, cái điều nó đang trong cái chiều hướng nó sinh trưởng từng tế bào, từng cái cơ thể của ta đó, nó phát triển ra là gọi là sát na, một phần tiểu của cái sản phẩm ta luôn luôn có sự sinh trưởng từng đó. Ngược lại cái tuổi già thì không sinh trưởng nhanh lên đi chịu lên, mà nó kéo cho nó đi lụng xuống, nó cũng sinh trưởng những cái thứ tích lự mà để thoái hóa cơ thể con người, đồng thời cũng có một cái thứ sinh trưởng khác để nó bồi bổ vô, để làm cho cái tuổi già không mau suy tàn một cách nhanh chóng. Thế thì gọi là sinh bất khả thiết, cái chữ sinh nó liên tục như vậy. Nên sanh đó gọi là tăng trưởng, cũng gọi là sanh. Bốn là xuất thai, cái ngày mà mẹ sanh ra con, xuất thai cũng gọi là sanh. Năm là có một chủng loại mới sanh ra. Ví dụ trong cái vườn mình đó mà trước giờ có cỏ cứu không à, nhưng mà bây giờ nó có cái cỏ mầm trầu mới mọc lên, sao là chưa có mực, thế thì cũng gọi là sanh. Một chủng loại mới sanh ra.
Lão có ba, một là niệm niệm lão, hai là chung thân lão, ba là diệt hoại lão. Niệm niệm lão là bất cứ tuổi già nào, ví dụ như cỡ như tôi vậy thì bây giờ là niệm niệm lão rất là rõ. Đầu giờ thì tiếng còn chưa khàn, mà 15 phút là khàn, nửa giờ có thể là ho, gần cuối giờ có thể là có khi có tắc tiếng. Điều đó nói lên là niệm niệm lão là vậy đó. Từng niệm từng niệm, từng phút giây. Trung văn lão là đi đứng lụm cụm già nua. Dịch hoại lão là tới cái mức cuối cùng, cái đỉnh cao của lão là hết hết cái chỗ dùng được. Mắt thì hết thấy, tai thì không còn nghe, ngũ tạng lục phủ không hoạt động. Bệnh là thất bại, không điều hợp, thích ứng với nhau. Có hai cái bệnh, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Mình bệnh là do thất bại, nó không có điều hòa. Cái phần nó thân bệnh hay là tâm bệnh. Thân bệnh có năm: nhân lên nước, nhân lên nhiệt, nhân lên gió, nhân lên tạp bệnh và sách bệnh. Sách bệnh là có hai: một là chẳng phải thận sự gắn ép làm, cái đó sách bệnh, tức là do mình sơ ý, mình không có giờ nhặt ha, cho nên mình rước cái bệnh đó mà lẽ ra mình không có. Cho nên ví dụ như cái tuổi già vậy này đừng có leo trèo. Mà nãy có Phật tử nói cho tôi những cái tấm liễn tấm mấy này kia, rồi tôi nói tôi không leo được, nói rồi làm sao, là nó đành giờ leo lên đống trơn toàn. Tôi nói tôi có khoan đàng hoàng mà giờ không leo nữa. Leo nữa nó rơi xuống cái y như là cái bịch muối, nó nặng như muối bịch gạo, nó rớt xuống cái rồi là mở rớt xuống cái là gãy xương đùi, xương ống quyển, xương bả vai gì, rồi đem đi bắt ốc rồi mệt lắm, tôi nó không cho. Cho nên hỏi ai cho tôi mấy cái mảnh về tôi chất cái đi ở trên đó cho tôi không có cho. Thành ra cho hình cho ảnh gì kia không cho. Cho lão bắt ốc rồi kia nó thành ra khách bệnh. Xương động động đó là nó gãy, nó gọi là loãng xương, gọi là thiếu canh chi. Nó động nó gãy. Giờ nó cho tấm lớn lớn vậy đó, mỗi lậu nhỏ ai làm vậy cho quanh linh lắm mà. Bây giờ cho đem về để cách đó về giấy ni lông cũng không rỡ luôn, làm lớn quá. Có một cái bà tôi quý bà lắm, mà tôi thường thường mua kinh địa mẫu về tôi cho lại đấy. Năm nay là bà 85 rồi, bà già đẹp, bà già lắm mà coi hiền lành, mà rất ưa kinh địa mẫu, rất ưa cúng kính ha. Tôi đâu có chịu địa mẫu, nhưng mà tôi phải sang mang địa mẫu cho bà, rồi tôi mua cái địa mẫu về tôi cho bà. Vậy mà cái bữa đó bà lộn cộn như buổi khuya vậy, là bà lại bà lao dắt gần như nhà bếp ra cho sạch ha. Cái sạch cái ghế nó rất bà cái là nó gãi cái chẹo cái xương đùi này nè. Năm nay là 2 tháng mấy rồi, tôi cũng mới mua đồ về, tôi cũng quà cho bà, thăm bà tội nghiệp à. Cái cây rồi đồ ăn là tôi biểu đi mua đồ, thì giả đi mua đồ dùng cho bà. Và phải cẩn thận. Nói chung là các Phật tử ở đây bây giờ tuổi già cẩn thận, đừng có bước lên cao, đừng có leo, và đi với dè dặt, chứ không là ngã ra là giả, là giả chưa à. Cho nên là coi thấy đá banh này, thấy thương cái sức khỏe của cái mấy cơ, những cầu thủ họ trẻ, cái tuổi trẻ nó mạnh vô cùng, và cái xương nó dẻo vô cùng, nó té 5-7 vòng ha, mà đứng dậy đá nữa thôi. Chứ mà già mà té kiểu đó là nó nát rồi, dụng ra như cái chùi vậy.
cho nên đừng có để cho nó khách bệnh. Khách bệnh là cái bệnh đó lẽ ra mình không có. Khách bệnh có hai, một là chẳng phải sự, chẳng phận sự mà gắn ép mà làm. Hai là vô ý, sai lầm, té ngã. Khách bệnh có bốn, một là hớn hở, vui quá, quá vui. Có người vui quá trúng số rồi cũng bệnh, cũng chết. Quá vui cũng không được. Hai là sợ sệt cực kỳ, cũng bệnh. Ba là lo âu, trầm uất. Bốn là ngu si đần độn. Đó, tôi kinh tôi dạy về bệnh đó. Bệnh nó có thành bệnh, tâm bệnh như thế. Thân bệnh, tâm bệnh gồm trong ba chủng loại. Một là bệnh nhân duyên, hai là bệnh danh tự, ba là bệnh họ. Bệnh nhân duyên là bệnh có tác nhân ngoại cảnh như là bệnh phong, bệnh thứ đa, bệnh sợi uốn ván. Là do sợi uốn ván là do mình đập binh rồi đính xét rồi này kia sắc xét. Bệnh thứ đa là do đi nhảy. Sợi uốn ván tức là bệnh cơ ta nốt đó, bệnh phong còn gánh đó. Bệnh danh tự là như là bệnh hở van tim, ung thư, lao, bệnh tuyến tiền liệt. Được, cái đó là danh tự, là người ta đặt ra vậy. Chứ còn cho nó cái tên đó cũng chết, mà không cho nó, không cho nó cái tên đó cũng chết. Thành ra ngày xưa cỡ tôi còn nhỏ đó là nhiều bệnh lóc. Những cái vị mà mua lão ở trong làng cũng nhiều bệnh như bây giờ vậy, nhưng mà không có, không có danh tự. Cứ hỏi như nó ông già đó, bà già đó, ông ngoại tôi, ba má tôi gì đó, 84 tuổi thì bệnh chết, nói là gì cậu tôi 73 tuổi bệnh chết mà không có tên. Mà còn bây giờ đây người ta mới đặt tên. Thành ra tôi gọi là bệnh là danh tự là vậy. Còn bệnh thọ là như là nhức đầu, đau răng, đau họng, cũng là thứ bệnh, nhưng mà do nhức đầu rồi mình cảm nhận cái nhức đầu, mình gọi là bệnh nhức đầu, mình cảm nhận cái đau răng. Đó là hiện tướng của vô vàn bệnh khổ gồm trong ba cái danh ngôn chủng loại ấy. Tử là bỏ thân đã thọ. Bỏ thân có hai duyên cớ, một là do mạng hết, hai là do duyên ngoài. Mạng hết có ba trường hợp. Một là mạng hết chứ không phải phước hết. Hai là phước hết mà không phải mạng hết. Ba là phước mạng đều hết. Ở dưới ngoài cũng có ba trường hợp. Một là chưa đến phần tự hại mà chết, ví dụ như tự tử đó. Hai là bị kẻ khác hại chết. Bệnh do mình và ba là bệnh do mình và kẻ khác hại chết. Lại còn ba cái thứ chết khác. Một là phóng vật mà chết, hai là phá giới mà chết, ba là mạng căn hư mà chết. Để ý ba cái từ sau này ở trong đạo Phật đó, cái người tu hành mà phóng vật đó, đối với đạo Phật kể là cái người đó cũng như chết rồi, chết với thân huệ mạng. Mặc dù người đó còn sống nhưng mà kể như chết rồi, gọi là phóng vật chết, hay là phá giới mà chết. Phá giới không phải là chết nứt thở, nhưng mà người đó coi cũng như là ra khỏi cái con đường giải thoát giác ngộ rồi. Đạo Phật không còn là có thể cứu vãn giúp đỡ gì người đó được trên đường giải thoát giác ngộ. Ba là mạng căn hư hoại mà chết. Ái được ly khổ là thế nào?
Cái này để ý là thông thường mình nói ái được ly khổ, chẳng hạn như là trong gia đình mình có, hoặc là ông bà già chết, hoặc là vợ chồng con cái ở trong nhà mà gọi là tử biệt, thì nó thành ra cái ái được ly, có tức là trẻ còn người chết, hoặc là trẻ ở Việt Nam mà người ở ngoại quốc, thành ra cũng biệt ly vậy, cho nên ái nên khổ. Thế thì cái đó là cái hiểu thông thường là vậy. Nhưng mà còn cái điều này đây nè, học cái này đây nè, là nó sâu sắc và lớn. Mình bị nhiều lắm đây nè. Những vật mình ưa thích, mến yêu bị ly tán. À, nó còn cái đó nữa. Không phải là sinh ly tử biệt, hoặc ông bà, hoặc cha mẹ, hoặc con cái, hoặc chồng vợ sinh ly tử biệt rồi là ai được ly, không phải vậy. Đó là một nghĩa. Nhưng mà còn cái nghĩa là cái vật mà mình ưa thích mà bây giờ là không còn nữa. Cái này để ý nè. Không khéo thì thường thường mình cũng có thể gọi nó là cái pháp cận, tức là cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp, của vật chất, của danh vọng, của địa vị, của tiền tài mà trước đây mình một thời quên liệt, một thời ta gọi là vàng so ha, mà bây giờ nó mất đi, nó không còn nữa. Mà bây giờ tỉnh thoảng là cứ nhớ tới là sầu, là khổ, nhớ cái thời quên liệt của mình đó, cái thời gọi là vang mông một thời, thời vàng son đó là khổ đó. Thì cái đó mình chỉ lộ lã thôi. Tôi cho rằng cái này là đại chúng nên để ý, mình chỉ lộ lã, mình thiệt thòi thôi, mà cái đó phải nên quên đi. Cái khổ đó, nhiều người bị cái khổ đó dữ lắm. Ngoài cái khổ tử biệt sinh ly, còn cái khổ ái biệt ly, vì nhớ lại cái thời quân liệt, nhớ lại cái thời giàn son, nhớ lại cái vang bóng bột thời của mình, bây giờ không còn cái đó nữa rồi, từ cái đó nó sinh ra đau khổ. Cho nên cái này có những ông, những bà mà đi ngoại quốc á, đi ngoại quốc bây giờ lớn tuổi rồi đó, hay bị cái khổ này, tiếp nối những cái đã qua, cái thời vàng son, thời quân liệt của mình hồi trẻ, mà bây giờ đây mình đi ra ngoại quốc rồi thì còn trẻ, thì làm việc rồi có tiền có bạc thì nó còn quay quả, nó qua được ha, nó có khổ lắm. Nhưng mà lớn tuổi rồi thì tự lái xe đi chơi không được, rồi nó liệt vào trong cái hàng mà kêu bằng ái biệt ly. Rồi có người muốn về lắm, muốn về thăm Việt Nam, đi mười mấy hai chục năm rồi muốn về. Mình nghĩ là cái thời quân liệt của mình hồi xưa là mình xài tiền, nhớ là đối với em út gặp là cho tiền rồi ăn rồi nhậu rồi vui vẻ thoải mái. Bây giờ đi muốn về thăm thì tiền máy bay rồi tiền đi thì có đủ, có dư chút đỉnh. Nhưng mà về đây thì không sử dụng cái quân liệt, cái bóc rời của mình như hồi xưa được nữa. Rồi gặp anh em sao đây, rồi bè bạn sao đây, rồi con cháu sao đây. Cho nên là đành ôm cái đau khổ ái biệt ly đó mà không dám về. Đó là một sự thật của những vị lớn tuổi hiện giờ xa quê hương xứ sở, khả năng về được, nhưng mà nhớ về quân liệt dàn son của mình hồi trước, bây giờ mình về mình không còn được vậy nữa, rồi tự ti, rồi mặc cảm, đành ôm cái buồn và cái ái đó mà đau khổ ở nơi xứ người. Vật mến yêu tổng quát có hai thứ, một là ngũ ấm trong loài người bị hư hoại ly tán, tức là nhìn lại mình bị già ha, mình không còn trẻ đẹp nữa. Hai là ngũ ấm trong vũ trụ thiên nhiên hư hoại ly tán,
ngũ ấm hư hoại ly tán, dùng tâm phân biệt tính đến không thể kể trước, chỉ có thể dùng từ vô lượng vô biên. Cái điều một là dựa trên bản thân của chính mình hoặc là của người thân thương của mình, nó không còn trẻ trung, không còn đẹp đẽ, nó không còn hào hoa phong nhã như mấy chục năm về trước. Hai là nhìn thấy vũ trụ giang sơn cẩm tú mấy mươi năm trước như thế nào, bây giờ nó như thế nào, môi trường khí hậu như thế nào, bây giờ nó như thế nào ha. Thế vì là nó, tất nhiên là nó đâu còn nguyên được, nó phải đi theo cái quy luật phủ định của phủ định, mọi sự vật đều phủ định lấy nhau, đâu mà gọi là vô thường. Vì vậy mà vô thường là một cái chân lý, sự vật luôn luôn phủ định lấy nhau. Chứ nếu mà nó không có vô thường là trẻ không lớn được, mà trung niên không có già, làm gì có chuyện đó. Còn kinh tế chính trị xã hội mà cũng cứng nhất đóng khung ha, cũng không có chuyện đó. Mà giả sử nó cứng nhất nó đóng khung thì là cái sự sống nó cứ nó một mực như thế thì cũng chẳng có cái thú vị gì. Cho nên cái tâm lý vô thường á, tôi nói cái này đại chúng đấy, đừng có sợ, đừng có ghét, đừng có hy vọng gì để mà trốn chạy nó, mà phải nhìn cái vô thường, phải thấy nó đẹp. À, cho nên là đạo Phật là Đức Phật là không có sợ, không có sợ vô thường. Các vị coi TV mà nếu để cái màn nào đó mà các vị cho là thích mà để hoài bung mang, các vị coi đâu có được. Nó phải thay đổi từng sen nó qua liên tục ha. Khi nào mà các vị có mua một cái ống kính, người ta bán đó, cầm để con mắt mà cầm mà xây vậy rồi. Ống kính dạng hoa đó ha, xây như là tối ngày, mà do những cái cộng, những cái sợi ni lông, những cái màu mà với màu trong đó nó lăn nó rớt khác nhau, cho nên là luôn luôn là nó biến ảo khác nhau. Vì vậy mà có cả ngày không bao giờ có cái hình ảnh nào, cái bông hoa nào nó trùng hợp với bông hoa nào. Cho nên coi hoài được hoài không chán, là tại vì nó có cái sự biến chuyển, có cái sự vô thường. Chủ nghĩa Mác Lênin thì gọi là đó là quy luật phủ định của phủ định. Không có cái nào mà tồn tại yên, mà nó phải phát triển, nó phải phủ định để rồi nó thay đổi cái sao. Cứ như đất nước Việt Nam mình mà nếu mà không có cái quy luật vô thường, không có cái quy luật phủ định của phủ định á, thì năm nay mình đâu có điện Sài Gòn làm vậy. Có người nói có những năm mà cúp điện nhiều đó ha, có những người ta nói mà tôi biết là sau này người ta sẽ ân hận, ta lỡ lời. Nó nói hồi xưa kia là tuy rằng là cái người Pháp gọi nó là thực dân ha, nó là xâm lược. Tuy nhiên là nó làm cái điện là ổn định, chứ đâu có tại như là năm mà 76-77. Thì ra nói nghe cũng đúng, mà thực ra không phải vậy. Cái phải trừ của Pháp còn ở đây thành phố mình có, nó có giỏi lắm là 600-700 ngàn người, chưa tới 1 triệu người. Cho nên cái thành phố đó có chút xíu à, cái nhà máy đèn gọi là chợ quán là đã đủ cho bao nhiêu người đã xài rồi. Còn những cái cơ quan đầu não của Pháp nó xài, nó đâu có làm tùm lum như giờ đâu. Còn của mình bây giờ nó phát triển như là từ thành thị tới nông thôn. Và chưa nói thành thị tới nông thôn mới đây ha. Còn như là năm 76, 77, 78 đó là cái lý điện của so với cái thời kỳ Pháp á, nó rộng hơn gấp bao nhiêu lần. Và lại nên trong lúc mà giữa cái chế độ này thay đổi qua chế độ kia thì cái nhân viên, cái tài nguyên, cái nhiên liệu nó thiếu, thì cái chuyện mà thiếu nó cũng là cái chuyện bình thường tất nhiên. Nhưng mà rồi cho tới bây giờ thì nó cái sự vô thường nó biến chuyển, nó phát triển tới ngày nay điện mình tốt quá đó chứ hả, đó là vô thường đấy. Thành ra tôi nói như vậy có nghĩa là chúng ta đừng sợ cái chân lý vô thường.
Mà thấy nó vô thường thì đương nhiên là phải vô ngã. Và bất tịnh là khổ. Chân lý đó là nó là cái chân lý của cuộc đời, đừng có trốn chạy nó. Đức Phật của chúng ta cũng không hề có sợ vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của cuộc đời. Nếu như Đức Phật mà sợ chân lý vô thường thì cái lúc mà tuổi già ha, thì ngài cũng rầu rĩ nói: trời ơi, ta thầm Như Lai Thế Tôn như vậy mà năm nay ta 80 tuổi rồi, giờ ta gần chết rồi, thì cái là cái kiến thức, cái trí tuệ, cái giải thoát của ta giờ đây ta sẽ không còn thọ dung được rồi, ta buồn rồi. Thì mà đã có khởi niệm buồn là không còn là Như Lai Thế Tôn được nữa. Cho nên là phải chấp nhận chân lý vô thường. Phật là A Nan, hay già thì phải chết, đó là quy luật. Và lại nữa, Như Lai nói cho ông nghe, cái thân này già mà mình bỏ đi là giống như mình đã quăng bỏ được một cái gánh nặng mà nó đã cũ kỹ, những cái đồ đạc ở trong đó nó đã cũ kỹ, nó hư nát hết rồi. Thì mình quăng cái gánh nặng đó thì người kia có ai mà buồn cái việc của mình đã được quăng cái gánh nặng hả? Hả anh ha? Cái gì Đức Phật nói cái chuyện cái chân lý ha? Thì Như Lai Thế Tôn mà hiện trên con đời này cũng phải tùy thuận cái chân lý đó. Ta đừng có sợ chết, đừng có sợ già, đừng có sợ vô thường. Sợ vô thường, sợ già, sợ chết, nó đau khổ truyền liên. Những gì là quán tán hội khổ, chẳng yêu thương mà phải hội ngộ, phải chung chạ đối diện với nhau. Sự quán tánh này tổng quát có ba thứ: một là cảnh địa ngục, hai là cảnh ngạ quỷ, ba là cảnh súc sanh. Ba số này không thể phân biệt tính đến bằng số lượng mà biết được. Đây cái này khác phải không? Mình học mỗi ngày đã có tư tưởng mới. Quán tánh hội khổ rồi mình hồi nào giờ mình tưởng đâu là bạn bè mình đó, cái người mà tâm không đồng ý, không hợp đó, mà phải ở chung nhau, phải gặp gỡ nhau, hoặc là chồng vợ và lấy nhau rồi sau đó không hợp tính tình mà cũng phải chịu ráng chịu đựng mấy mươi năm hả, quán tán hội khổ. Hoặc là đứa con cái nó ngỗ nghịch, nó hư hao mà không thể bỏ nó được, gọi là quán tán hội khổ ha. Cái đó là cái bình thường. Bây giờ cái quán tán hội khổ này đây nè, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mà cái đó ở đâu? Nó ở trong tâm mình. Những cái niệm về tham, về sân, về si, mình không bứt bỏ nó ra được, khó lắm. Rồi còn cực tham, cực sân, cực si. Cực tham nó thành ngạ quỷ dính kiếp. Cái kiếp con người là dính kiếp ở trong ở sống bằng cái kiếp ngạ quỷ không? Nó là người cực tham. Còn người mà tham vừa đó thì có lúc tham, có lúc quên, không tham. Thì có lúc là còn là người, có lúc là ngạ quỷ, mà có lúc còn là người. Còn nếu mà cực tham á ha, là chuyên miên tham ha, thì suốt đời tuy là người đó, dáng vẻ thì người đó, nhưng mà sống bằng cái kiếp ngạ quỷ. Còn cực sân cũng vậy. Sân thì là thỉnh thoảng sân, rồi thỉnh thoảng còn có vui cười, thì là nó còn là lúc là người, lúc thì địa ngục. Còn cái nơi mà cực sân là khó khăn và bão bẩm và nóng nảy liên tục ha, thì cái người đã suốt đời coi như là sống bằng địa ngục thôi. Còn si mê cũng vậy. Có những người không biết nhân nhân là gì, nghĩa là gì, trí là gì, tính là gì. Cái gì chỉ biết cái tiền và đồ ăn, đồ mặc, phục vụ cho ăn mặc ở ngũ nghĩa. Còn nhân nghĩa lễ chi tính không hề biết. Đó là người si đó. Cho nên là người xưa ta gọi là quân tử thì dụ nghĩa, mà tiểu nhân thì dụ lợi.
cái người mà vụ lợi là người tiểu nhân, mà người tiểu nhân tức là người si. Quân tử thì ái tài và thủ chi hư đạo. Cái người quân tử ta cũng dùng tiền, ta biết xài tiền chứ, mà cái tiền đó phải có đạo lý. Còn không có đạo lý thì ta không dùng mà ta không xài. Thế thì người đó là người trí. Là cái người mà chỉ cần tiền để phục vụ cho ăn mặc ở ha, mà không biết gì về lẽ phải lẽ trái, không biết gì về tình cảm, về nhân nghĩa gì hết, chỉ vô lợi mà thôi. Thế thì là người đó cực si đó. Thế thì là cái tâm hồn vậy là sống trong địa ngục ngạ quỷ và xuất sanh. Mà muốn ra cái đó khó lắm, muốn bỏ nó không được. Cái đó ta gọi là quán tăng hội. Mình không thích, mình không muốn cái cực tham, cực sân, cực si như vậy để khổ lắm, ta mà bỏ không được. Là cầu bất đắc khổ là thế nào? Đây có chia hai loại, một là đều trông mong được mà cầu không được, hai là tốn nhiều công sức mà không được gặp hái thành quả. Cái này cũng có chừng. Chân bất lập, vọng bổn vô, hữu vô câu khiển, bất không không, tập lục không môn nguyên, bất trước nhất thiết Như Lai thể tự độc. Bỏ tâm vọng hả? Vọng tiền không có. Chân lý tiền, chân lý biết ở đâu? Cái này có chừng á. Mình tìm cái mình tìm cầu á ha, tìm không có. Chân lý tiền, chân lý biết ở đâu? Sai lầm ngay trong ý niệm bỏ tiền. Lời cảnh giác tổn con mà là giặc. Cái bài đó hay lắm. Coi chừng á. Mong cầu, mình mong cầu mà nó sai cái lý là mong cầu suốt cuộc đời không bao giờ gặp cái gì nữa. Gian sinh lại lục mong cầu, thậm chí phải nhịn đói, nhịn khát, phải chịu lạnh, phải gọi là nằm gai nếm mặt cực, nếm mặt ha, cực khổ để mong cầu mà cầu không được. Và nó đối với cái này, điều không mong được mà cầu không được. Tôi nói cái này là phải có chừng đó. Cái cảnh giới cực lạc đó, mà nếu mà mình học mà kinh Bất Liễu Nghĩa đó, trong kinh Như Đà rồi mình cầu đó, ha, mình cầu sớm về cảnh giới cực lạc đó, là cầu không thành tựu được đâu nha. Mà từ từ tâm tịnh thì mới là tắc Phật độ, độ tịnh pháp giới thì là bất dị pháp giới là nhất chân. Cũng như đây nãy nói là cái nước bàn là cái gì, là chỗ nào mà không có, không có tám cái khổ đó, là chỗ đó là nước bàn. Mình làm sao mình xa lìa được cái ý niệm sanh lão bệnh tử ái dục ly cầu bất đắc quán phản hồi ngũ ấm khí tầm khổ, thì chỗ đó có nước bàn, là diệt đế chỗ đó. Nhưng mà bây giờ giá như người ta hỏi, ủa tám cái đó làm sao mà bỏ cho được? Sanh lão bệnh tử, cuộc đời này tất cả các pháp hữu thì đều phải sanh lão bệnh tử, là con người sanh trụ dự diệt là sự vật, sanh trụ hoại không. Thế thì làm sao mà tránh cho được để mà có được việc đấy không? Sau này đây cái bài sau này các vị sẽ học. Chư hạnh vô thường thử sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dữ là tịch diệt Như Lạc. Cái bài đó đó, cái bài mà còn có hai câu sanh diệt diệt dữ tịch diệt Như Lạc đó, có tám chữ đó mà Đức Phật truyền thân Đức Phật học bằng sinh mạng của mình. Tất cả các hành pháp đều là vô thường vì nó là pháp sanh diệt. Cái con quỷ là xác đó, nó nói có hai câu vậy thôi, còn hai câu nữa nó đói quá, nó nói hỏi nó đói quá nó không nổi,
nói vậy chứ giờ ngài muốn ăn gì, giờ là thức ăn ngài gì, ngài nói cho tôi hết rồi tám chữ sau rồi tôi xin phục vụ ngài trọn đời và kiếm các thức ăn cho ngài ăn đó. Ta thì thức ăn của ta mà ta nói ra đó thì mọi người đều kinh hãi sợ sợ, cho nên ta không nói được. Nói bây giờ nội đây, ở đây đâu có ai đâu mà người ta sợ, tôi được thì tôi không sợ rồi, xin ngài cứ nói. Giọng nói ta nói nhiều người phải vững vàng, đừng sợ. Ta ăn toàn là thịt người và uống máu nóng của người mà thôi. Thế thì nhưng mà cái phước của ta mỏng cho nên là người ta trên thế gian là nhiều lắm, mà ai cũng có cái phước của nó, thành ra rồi ta muốn bắt họ ta ăn người ta bắt không có được. Vì vậy mà ta đói lắm, bây giờ đói lắm rồi nói không nổi. Thế rồi là tiền thân của Phật là nói rằng là tôi ngài nói đi rồi tôi học thuộc xong rồi tôi sẽ cúng dường cho ngài. Học thuộc xong rồi là dứt lên dấp trên đá trên cây xong rồi là leo lên con cây mà nhảy để cho nó dập cho nó mềm lặn cái ông La Sát để ăn. Mà cái câu đó ông dạy gì? Là sinh diệt diệt dữ là tịch diệt di là. Tất cả hành pháp đều là vô thường hết. Vì sao vậy? Vì nó là pháp sinh diệt, vì nó là pháp do duyên, nhân duyên hòa hợp mà sinh thì đều là vô thường. Bây giờ đói lắm rồi nói không nổi. Thế thì là tiền thân của Phật là nói rằng là tôi ngài nói đi rồi tôi học thuộc xong rồi tôi sẽ cúng dường cho ngài. Học thuộc xong rồi là viết lên dấp trên đá trên cây xong rồi là leo lên con cây mà nhảy để cho nó dấp cho nó mềm nặng cái ông La Sát mẹ ăn. Mà cái câu đó ông dạy gì? Là sâm diệt diệt dĩ là tịch diệt di là. Tất cả hành pháp đều là vô thường hết. Vì sao vậy? Vì nó là pháp sinh diệt, vì nó là pháp do duyên, nhân duyên hòa hợp mà sanh thì đều là vô thường hết. Còn hai cái câu mà mua bằng tính mạng mình là giết đi cái ý niệm sinh diệt là sẽ được cái vui tịch diệt. Ấy, hai câu đó bây giờ rồi đối cuộc đời tôi có thể nói tôi cũng bằng lòng mua bằng sinh mạng cũng được. Nhưng mà có cái là không có ai ăn tôi hết trơn. Cho nó đã quá chừng quá đổi. Tôi nói đại chúng để diệt đi cái ý niệm sinh diệt. Nghĩa là các vị đừng có sợ vấn đề sinh diệt. Nói gần hết là vấn đề sinh lão bệnh tử của mình đây nè. Các vị đừng sợ nó. Các vị đừng sợ nó là các vị có cái tu chứng ngay tức khắc. Được tùy theo cái đừng sợ nhiều, đừng sợ ít, đừng sợ thật. Thật tới cỡ nào ha? Thì các vị sẽ có cái an lạc. Tùy theo cái mức độ mà các vị không sợ. Cho nên diệt đi cái ý niệm sanh diệt. Phải chấp nhận sanh thì có lão, mà lão thì có bệnh, bệnh thì có tử. Chấp nhận như vậy. Đất đai nhà cửa sự nghiệp này hễ có sinh thì có mới tạo phát ra đó thì có giai đoạn tồn tại gọi là trụ ha, mà nó tồn tại rồi thì lúc đó vì sau đó nó có hư có sụp có nứt có bể có đổ có ngã, đó là dị và cuối cùng nó có thể diệt. Tất cả đều như vậy hết. Cái đất nước của chúng ta cũng vậy, từ thời Hùng Vương tới bây giờ bao nhiêu tên, bao nhiêu chủ, bao nhiêu chế độ, mà đó là cái quá trình phủ định của phủ định, đó là quy luật, đó là quá trình tất cả đều là phải chịu sự vô thường, vô ngã. Mình nhận thức được cái đó rồi mình không sợ, là các vị bắt đầu có nhẹ nhàng liền đó. Cái đó là cái chân lý mà Đức Phật dạy. Còn như tôi thì tôi có cái kinh nghiệm bản thân do tôi học rồi tôi để ý tôi hành. Thành ra tôi cho rằng là tôi có được hưởng cái pháp vị giải thoát giác ngộ bằng cái chân lý đó.
các hành pháp vô thường, vì nó là pháp sinh diệt. Nó sinh diệt và tại vì nó là vô thường, vì nó là pháp duyên sanh. Cho nên bây giờ là phải diệt cái ý niệm sinh diệt là sẽ được cái duy tịch diệt. Cái duy tịch diệt là cái điều đó không ai ban, không ai tặng, không ai cho. Nó cũng không ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, mà nhìn đâu đều nhẹ nhàng, đều là vắng lặng, đều là vui vẻ, gọi là cái vui tịch diệt. Hay vô cùng, cái câu hay hết sức hay. Còn ai mà ái nhiều quá hả, là đau khổ nhiều. Cho nên tôi nói hoài, con nhỏ đó tôi quy y cho nó, nó xin tôi có pháp danh mà nó nói câu đó, cái là chừng nào mà nó chưa dám nói câu đó là tôi không có kể nó là đệ tử của tôi. Nó nói rằng là nó bây giờ nó ở bên Mỹ á, mà nó dặn về chị em nó, trong đó nó nhắn nghe có cái câu là giọt máu đào hơn ao nước lạ. Trong đó có những cái thằng anh em bà con cô cậu mà nó giật của lại tại đây nè, là tại chùa này giả đò đi nghe giảng đàng hoàng rồi mượn thì giật 4-5 cây vàng rồi không trả. Thế mà bên kia nó dặn về, nó nói thôi là chị à, nghĩa là chị nên nhớ rằng là giọt máu đào hơn ao nước lạ. Tôi nghe cái đó là tôi tội nghiệp cho nó. Không bao giờ nó có sự an lạc và cũng không bao giờ nó có hạnh phúc. Cái ao nước lã đó có thể nó nuôi cả làng, cả thị trấn, ví dụ nhà tiên chẳng hạn. Có cái ao sen đó mà nó nuôi cả một cái huyện nhà tiên, cái thị trấn đó. Chứ còn giọt máu đào, có khi cái giọt máu đào đó nó chích cái giọt máu đào của mình. Thì đây nè, ở Đa Cao năm ngoái có thằng con nó xin tiền cho bố nó để nó mua điện thoại di động mà chưa kịp cho là nó dứt điểm luôn cả cha và cả anh. Thế thì giọt máu đào hơn ao nước lã là vậy đó hả? Báo chí đăng đàng hoàng. Cho nên tôi nói như vậy để tôi nhắc với đại chúng rằng phải tỉnh thức mà giác ngộ mà học Phật. Cho thế gian có những câu cũng có hay mà có những câu không hề có hay. Hẹp hòi cục bộ ích kỷ, mà nó phát xuất từ cái ái và cái si mê, thì không bao giờ có an lành, có hạnh phúc, có giải thoát giác ngộ được đâu. Phải dám can đảm gạt bỏ những cái phi lý, phải gạt bỏ những cái phi lý cho được. Vì vậy mà tôi chịu trách nhiệm, tôi nói rằng Phật Thích Ca không hề thương ai hết, không hề thương ai tất cả, mà thương tất cả mà không hề thương ai hết. Là cái lẽ phải thì thương, đạt giả thì đồng du niết bàn, lộ còn bằng không thì thường đọc hành thường đọc bộ điểu cổ thần thánh phong tử, cao kẻ cao mạo tụy cốt can nhân bất côn. Nếu không có bạn lành, chấp nhận cô đơn trên đường đạo, cho nên là không từ trong mong được mà mong cầu không được, để ý cái đó. Mong cầu không khéo là mình mong cầu không đúng đối tượng, mong cầu không có chân lý ha, thì mong cầu suốt cuộc đời không được gì hết. Ngũ ấm thạnh khổ là thế nào? Ngũ ấm thạnh khổ là cái khổ tổng hợp. Tổng hợp của sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái được ly khổ, oán tánh hội khổ, cầu bất đắc khổ. Cái này ngũ ấm thạnh khổ là cái khổ tổng hợp. Này thiện nam tử, sanh là cổ gốc, có ra lão, có ra bệnh, nhẫn đến ngũ ấm thạnh khổ, bảy cái khổ như vậy.
Này thì anh không phải luận về già phi, chẳng phải tất cả đều có. Phật tánh và thiên nhiên quyết định không, quyết định không. Là người thì không quyết định, hoặc có hoặc không. Này thì anh không phải thọ, thọ thân trong ba cõi, không ai là chẳng có sanh. Cho nên sanh là cội gốc của tất cả thân. Già thì chẳng quyết định. Chúng sanh trong thế gian do vọng tưởng điên đảo, che mờ tâm tánh, nên tham đắm sanh mà nhàm lo già chết. Bồ Tát thì quán thấy thân mới sanh đã khổ rồi. Thành ra là mình sợ sanh già bệnh chết đó, là nó phát xuất từ nó có cái mầm mống của vô minh ở trong đó. Chứ còn sinh già bệnh chết là nhìn bằng tuệ nhãn của Bồ Tát, bằng Phật nhãn đó, thì nó là cái chuyện rất là bình thường. Sinh rồi thì già, già rồi thì chết, mà chết thì lại sinh nữa. Cứ sinh sinh diệt diệt vô cùng vô tận. Cho nên là với tuệ nhãn với Phật nhãn thì cái đó không có gì đáng sợ hết. Này thưa nam tử, giả dụ có người nữ đoan trang xinh đẹp, trang sức nhiều vàng dòng châu báu ngọc ngà cực kỳ diễm lệ, với một dáng vẻ quý tộc rất đẹp, lẫn ngon thơm, đến vào nhà người nọ. Chủ nhà hỏi: xin học xin lỗi, nàng tên họ là chi, thành phần gia cấp nào, sở thuộc nơi ai, đến nhà tôi để làm gì? Người nữ đáp: tôi là công đức thiên, tôi đến chỗ nào tôi có thể làm cho chủ nhà đó các thứ vàng bạc ngọc ngà trân châu mã não san hô vách voi ngựa xe cộ tôi đó, đầy đủ các thứ tiện nghi cực kỳ khoái lạc theo ý muốn của chủ nhà đó. Công đức thiên tới nhà là ngon vậy đó. Nghe chủ nhà nghe rồi hớn hở vui mừng nói: nay ta phước đức lắm nên khiến nàng đến nhà ta. Rồi chủ nhà đốt hương rải hoa cúng dường, cung kính lễ bái công đức đại thiên. Liền sau đó chợt có một người nữ hình mạo xấu xa, áo xiêm tơi tả, da thế nứt nẻ rỉ máu hôi tanh, sắc diện xù xì xám bệch, toàn thân bẩn thỉu, dáng vẻ uể oải lừ đừ vào cửa. Chủ nhà hỏi: nàng tên gì, thuộc về ai, đến đây để làm gì? Cô gái đáp: tôi tên là Hắc Ám. Hỏi: tại sao cô có tên Hắc Ám? Tại vì tôi đến chỗ nào thì chỗ đó suy tàn bại hoại, đau khổ ngập tràn, không có được một chút an vui chân thực. Chủ nhà nghe vậy bèn cầm dao bén bảo rằng: nàng hãy ra khỏi nhà nơi đây, nếu không ta sẽ giết chết. Cô gái nói: ông ngu si lắm, chẳng có trí tuệ gì hết. Tại sao ông nói ta ngu si không có trí tuệ? Người nữ nói: người đẹp đó đang đứng trước trong nhà ông chính là chị của tôi. Tôi thường khánh khích với chị tôi, nếu ông đuổi tôi đi cũng phải đuổi chị tôi. Chủ nhà trở vào hỏi công đức thiên: ngoài cửa có cô gái nói là em của nàng, có phải vậy chăng? Công đức thiên đáp rằng: nó thật là em gái của tôi, nó và tôi luôn luôn khánh khích không rời. Tôi ở đâu thì chị em cùng chung có mặt, chưa lúc nào xa nhau. Ở đâu cũng vậy, tôi thường làm việc tốt, đem lại vừa lòng thích ý cho cái chỗ nơi mà tôi có mặt, còn nó luôn luôn làm việc xấu, đem lại sự tổn hại, đau thương, khổ sở, bất an. Vì vậy nếu ai yêu thương tôi thì cũng phải yêu thương nó, nếu cung kính tôi thì cũng phải cung kính nó.
Chủ nhà nói nếu có tốt mà có xấu như vậy, ta đây không cần, hai cô hãy tùy ý chọn đi nơi khác. Thế thì câu chuyện này tới đây ta cũng đủ thấy rằng là hãy có sanh là phải có tử rồi. Hãy ham sanh là phải chịu tử thôi. Hãy ham vui gì là phải có khổ thôi. Trên cuộc đời này là vậy, hãy có sanh thì có tử, hãy có vui thì có khổ, hãy có cười thì có khóc, hãy có trắng thì có đen, hãy có đêm có ngày thì có đêm, luôn luôn là vậy. Cái đó là chân lý, cái đó là thành cái quy luật chung của cái vũ trụ. Hai người nữ lữ thủ dắt nhau ra đi, chủ nhà thấy hai cô ra đi lòng rất vui mừng. Bây giờ hai người nữ cùng dắt nhau đến một nhà nghèo, chủ nhà nghèo lòng rất vui mừng rước mời từ dài tới đi, xin hai nàng ở luôn nhà tôi đừng đi đâu nữa nhé. Công đức thiên nói rằng chị em tôi vừa bị người ta đuổi, có sao ông chủ lại mời chị em tôi ở với tâm lượng có vẻ ưu ái khoan dung. Đáp rằng nay nàng tưởng đến tôi mà đến vì nàng có phải kính cô kia, thế nên tôi mời cả hai nàng cùng ở. Đức Phật dạy này Thiện Nam Tử Đại Bồ Tát cũng vậy, chẳng nguyện sanh cõi trời, vì sanh cõi trời hễ có sanh thì có già, có bệnh, có chết. Bồ Tát không luyến ái sanh, kẻ phàm phu không phân biệt tai hại khổ hoạn của già bệnh chết, nên ai cũng tham luyến sanh. Cho nên là có sanh là có diệt. Nói như thế có nghĩa là bây giờ thì chúng ta ai cũng có sanh thì sao? Sanh diệt, diệt dĩ là tịch diệt như gì, là tức là hãy diệt cái ý niệm sanh diệt. Chứ còn bảo là giờ mình có sanh rồi mình làm sao đây, giờ mình hết cổ chỗ cứu rồi sao? Không có chỗ cứu chứ. Phải nhận thức được cái chân lý là chứ hành vô thường thấy sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ là tịch diệt như là các hành pháp đều là vô thường vậy ha, vì nó là pháp sanh diệt. Phải diệt cái ý niệm sanh diệt để được cái vui tịch diệt. Đó là cái phương pháp của Đức Phật dạy cho mình, diệt cái khổ để được cái vui tịch diệt. Chứ còn bảo rằng là mình không tham sanh, thế thì là mình tu rồi nữa là mình chết được cái đời này rồi, cái là mình không có sanh nữa. Không phải vậy đâu nha, đừng có tưởng cái đó mà lầm. Mà nếu mà tưởng tượng rằng là thôi bây giờ nghe lời Phật rồi, bây giờ nghe là mình nguyện cầu sao mà chết rồi là mình đừng sanh trở lại nữa cõi này, vậy thì đòi sanh cõi nào? Có cõi nào mà không có sanh đâu. Thế giới có mười phương chư Phật, mà trong kinh Đức Phật đã từng dạy thế giới nào cũng có sanh có diệt. Mười phương chư Phật nào cũng có giáng sanh, rồi cũng có xuất gia, rồi cũng có thành đạo, rồi cũng có chuyển pháp luân, rồi cũng có nhập niết bàn, rồi cũng có trợ tỳ xá lợi, rồi cũng xây tháp miếu cúng dường, vân vân. Điều đó có nghĩa là mười phương chư Phật trong mười phương đều vẫn phải là có sanh có lão có bệnh có tử. Vậy thì làm sao cho không sanh? Không sanh đây là phải diệt cái ý niệm sanh và ý niệm diệt thì sẽ được cái vui tịch diệt. Nghĩa là phải chấp nhận cái chân lý sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, sanh trụ duy nhiên là chuyện bình thường, thành trụ hay không là chuyện bình thường, là chân lý của vũ trụ. Đó là cái chân lý vô thường, vô ngã.
Chủ nghĩa mắt lé tôi gọi đó là cái quy luật phủ định của phủ định. Cái quy luật cơ bản sự vật luôn luôn là chuyển hóa, chuyển hóa từ lượng, lần lần chuyển hóa chất, chuyển hóa hết cái chất đó rồi nó thành ra một cái chất khác, nó phát triển ra nó thành một sự vật khác. Không có sự vật nào là không có chuyển hóa. Rồi á, còn nguyên lần nữa của chủ nghĩa Mác, nó có ba cái chủ nghĩa mà tôi đọc rồi tôi thích, là cái quy luật gọi là trong một hệ thống nhất là luôn luôn có các vật đối lập. Cái quy luật đó là ăn với của đạo Phật ta. Trong một con người ta về đây nè mà nó mâu thuẫn dữ lắm đó. Bao nhiêu tâm thiện cũng trong ta. Cái câu đó để nói lên rằng là tam điểm với tinh tượng hoành câu tợ nguyệt bà mà khí mau tùng thử đắc tố thật giả do tha. Trong một con người ta là một thể thống nhất này mà nó có những cái niệm thiện thì nó làm cho ta thành ra là tứ thánh và lục hạt, là tứ thánh ha, là phân văn duy giác Bồ Tát và Phật. Mà cái mặt đối lập của nó là nó có thể nó rỉ lại cái sức y của nó, làm cho ta không tiến diễn lên thành văn duy giác Bồ Tát và Phật, mà nó làm cho ta phải đi vào con đường nghĩa là thiên nhân Atula địa ngục đạo quỷ và số và xuất sanh cũng là một thân của ta. Cho nên cái quy luật mà chủ nghĩa Mác gọi là một trong một hệ thống thế nào bất cứ trên con đời này là luôn luôn là có các mặt đối lập. Bằng tay thì hãy gọi là nửa thì gọi là ấm, gọi là trắng thì đen, ngày thì đêm, đêm là ngày, có tối thì có sáng, có sân thì có diệt. Do vậy cho nên là chỉ có cái là muốn được niết bàn là sanh diệt diệt dĩ là tịch diệt như là hãy diệt đi cái ý niệm tiêu diệt, đừng sợ sanh diệt. Đấy, cái đó hay lắm. Nhưng mà tuổi trẻ thì nói khó nghe, chứ tuổi già mà có tỉnh thức một chút là người ta nghe cái này người ta nhẹ nhàng được đấy. Ta không còn sợ, không còn sợ già, không còn sợ chết nữa. Cho nên là tôi nói xin lỗi ha, đây là tôi thấy sự thật á. Có những vị già mà còn trang điểm quá. À, già mà trang điểm đó là sợ chết lắm. Là muốn trẻ mãi, mà muốn trẻ mãi mà sợ già là nhất định là người đó đau khổ triền miên, oán tán hồi khổ. Sống trong oán tán hồi khổ, trời ơi tóc ta không muốn cho bạc, mà nó cứ để bạc hoài, cứ mỗi tháng nhà mỗi vợ người mệt quá. Mà ông vợ mà nó ló đánh phân vậy, đánh tránh phân trong quan có được, nhộn nữa. Thế thì luôn luôn là sống trong tâm trạng oán tán hội khổ. Đấy, cái này là trung ngôn nghịch dĩ là vậy đó. Là ngay có khi để trái tay nói thẳng mực tàu, có khi nó đau lòng gỗ là vậy. Nhưng mà bệnh mà không có uống thuốc đắng thì làm sao mà nó hết. Ừ, nhọt mà không cho bác sĩ mổ thì làm sao mà lấy cùi ra, phải cho mổ thôi. Cho nên cái chỗ đó đừng có lầm nha. Cái vấn đề sinh tử này nè, phải không được ham sanh, không được quý tử, mà sanh tử diệt ý niệm sanh, sanh diệt là người đó có cái vui tịch diệt. Đức Phật của chúng ta là được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn mà có khỏi sanh và diệt đâu. Hả? Nhưng mà ta vượt ra, ta được cái vui tịch diệt, tức là ta có niết bàn. Mà tôi nói thẳng cho các vị đấy, không ngần ngại gì hết, Đức Phật Thích Ca của chúng ta vẫn làm việc trong mười phương thế giới, chứ cũng không phải là gì vậy mà Đức Phật mất biệt bây giờ đâu. Có thể là Đức Phật chia ra ở trong các vị á, chia cho người chúng trong tâm hồn của các vị á, cái Phật tánh của các vị, cái tâm mà các vị mà phát cái tâm Bồ Đề đó là Như Lai quá thân ra trong đó để đi độ chúng sanh này. Như Lai là cái đó, Như Lai quá thân chia ra hết trong mỗi người đều có cả 7 tỷ người, 8 tỷ người trên thế giới đều là Như Lai quá thân.
chia cho mỗi người mỗi phần. Thành ra sanh là diệt, diệt là sanh chứ không có bao giờ mà nói rằng là sợ cái sanh diệt rồi tu hành rồi đừng có sanh tử nữa, không có. Tu hành rồi chết rồi mà không sanh nữa được, vì sợ tử mà không nguyện không sanh nữa rồi thành ra đoạn kiếp ngoại đạo rồi thì còn vấn đề gì để nói nữa. Bồ Tát không luyến ái sanh, kẻ phàm phu không phân biệt lại tai hại khổ hoạn của già bệnh chết, mình ai cũng không luyến ái sanh, đừng luyến ái sanh. Mà phải hiểu rằng sanh thì phải có diệt, mà diệt rồi để trở lại sanh. Này thiện nam tử, như đứa trẻ dòng bà la môn trong lúc quá đói thấy trong đống thân có cái am la bèn lượm cầm lên. Người trí nó thấy quả, như dòng bà la môn dòng giống thanh tịnh, có sao lại lượm trái nhơ trong đống thân. Đứa trẻ nghèo, đứa trẻ nghe rồi hổ thẹn nói, thật tình nói tôi chẳng ăn đâu, tôi muốn lượm trái ấy đem rửa sạch rồi ném bỏ. Người cứ nói người ngu dữ lắm, nếu rồi sẽ ném bỏ thì người có trí, ai lượm rửa làm chi. Này thiện nam tử, ví như nơi ngã tư đường có nàng, có hàng quán trưng bày đầy thức ăn thơm ngon la liệt để bán. Có người khách viễn phương đang lúc quá đói, thấy đồ ăn thơm ngon liền hỏi, những thức ăn này có bổ dưỡng không? Người bán hàng nói đây là đồ ăn thơm ngon, nếu ai ăn những thức ăn này sẽ được sắc diện tươi tốt, sức mạnh cường tráng, hết đói, hết khát và được thấy chư thiên. Nhưng chỉ có một cái điều tai hại là sau đó sẽ chết. Người khách nghe xong nghĩ rằng, ta chẳng dùng sắc đẹp, sức mạnh, thấy chi thiên vì ta không muốn chết. Nghĩ xong lại hỏi, cô bán hàng, ăn vật thực này nếu phải chết sao cô lại bán? Người bán hàng đáp là những người có trí không ai bằng lòng mua, chỉ có những kẻ ngu si chẳng lường biết hậu quả, tham ăn cho nên họ trả giá đắt cho tôi. Cuộc đời á, cho nên bán cái gì cũng có người ta mua hết là vậy. Bán đồ ăn ăn rồi chết rồi cũng có người ta mua. Chỉ vì là có sức mạnh nè, được thấy chi thiên nè, và sắc đẹp nè, trong vòng mấy phút trước đó ha, để rồi á, ăn xong là chết, ăn xong bữa ăn là chết, vậy mà cũng có người ta mua. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát cũng như vậy, không nguyện sanh cõi trời, không cầu sắc đẹp, sức mạnh, thấy chi thiết. Người sanh cõi trời chẳng khỏi được những khổ não ưu bi, kẻ phàm phu ngu si sanh chỗ nào cũng đều tham luyến, vì họ không lường biết được cái khổ hoạn của già, của bệnh, của chết. Nói tới sinh cõi trời là nó như thế này hả? Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất động, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, du như ngưỡng tiễn xả hư không, thế lực tận tiễn hoàng trị, sanh đắc chi đắc lai sanh bất như ý. Chân đạo vô vi thật, tương môn nhất siêu trực nhập như lai địa. Dịch là giác là hết khỏi cần tu với chứng, pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cùng. Cho nên là cái bài này đại chúng để ý, cái pháp tu Đức Phật dạy mà mình học mấy năm nay đó không có phải bao nhiêu vậy. Nếu mà cần tu là không biết bao nhiêu mà nói, chứ không phải vậy.
Không phải vậy rồi là hết phương pháp tu đâu. Nhưng mà nếu mà người biết tu á thì không phải cần phải là tu hàng hà ra pháp hết như vậy, không cần. Vẫn có thể đạt đạo, vẫn có thể có giải thoát giác ngộ. Còn mà không biết tu hả? Cứ chọn, cứ lựa, cứ đòi cái này, cứ kiếm cái kia, không không kết quả gì đâu. Pháp huy nhiều lắm, kể sao cho cùng. Giáo pháp và chân lý của cuộc đời nó nhiều giống như là thuốc ở trên đại địa này vậy. Những cái vị thuốc trên đại địa vậy. Trên đại địa này không biết bao nhiêu là thuốc, cũng như không biết bao nhiêu là cỏ. Từ cái cỏ làm ra thuốc, thuốc chính là cỏ. Nhưng mà cái người biết sử dụng cỏ thì nó cái cỏ đó làm thành ra thuốc. Còn người không biết sử dụng thuốc thì là thuốc này nó còn tệ hơn cỏ. Cần phải tiêu diệt nó mà bỏ đi. Tôi nói ví dụ như cây mắc cỡ, gọi là cỏ tay ngang mình là cây, gọi là cây mắc cỡ đó mà. Cây hổ thẹn miền Bắc là cây hổ thẹn, cây xấu hổ hả? Còn mình nói với cái chữ mà cho nó đẹp là gọi là cây trinh nữ. Trinh nữ là gì? Là gì á? Mình đụng nó cái nó e thẹn, nó e xèo vậy. Mà trinh nữ đó, trinh nữ hồi 1300-1400 là sao á? Cái trinh nữ ngày nay mình đưa đụng nó cái cô kìa. Cho nên rồi trinh nữ mà của trinh nữ hội 1300-1200 và trinh nữ 2002 khác. Cho nên có trình với chú trinh nữ, trinh nữ 2002 có gì đâu, nó không có eo xèo hổ đẻ gì á. Cái điều cái cây đó là ta nói tay ngang mình là gặp là phải tận nghĩa thôi. Để mà nó lên chịu gì nói. Đụng đâu năm đó, đụng đâu năm đó. Ấy nói mà cái người biết thuốc thì nó là thuốc đấy. Có những cây gai không à, mà là thuốc. Cho nên là pháp hữu vi nhiều lắm. Đừng có đòi hỏi cái pháp môn tu nhiều, không cần. Mà cái bệnh nào đó ta cần hai cây thuốc, hai vị, thậm chí có bệnh một vị cũng đủ lành bệnh. Có bệnh hai vị đủ lành bệnh, có bệnh ba vị đủ lành bệnh. Thành ra là mình tu là cái pháp nào mà nó phù hợp với mình ha, là mình tu là vẫn thành tựu chứ không phải nhiều lắm. Còn bố thí ra lòng chấp thuốc sanh thiên, cái chữ này hay lắm nè. Các vị làm tất cả công đức làm gì đó, về thân, về khẩu, về ý, về tài thí, pháp thí, vô quý lý gì đó, tu hành môn gì đó ha. Mà nếu mà các vị mà còn chấp á, là cái thành tựu, cái kết quả đó nó đem lại cho các vị một sự an lạc rất mong manh và ngắn ngủi. Cái chư phước sinh thiên là cái đó, rất mong manh và ngắn ngủi, và có thể nó tan biến bất cứ lúc nào. Ta gọi là sân thiên là vậy đó. Chứ không phải là các vị làm thuốc rồi lòng chấp rồi sân thiên rồi là các vị lên trên trời ở. Không có. Cái chữ sân thiên đây có nghĩa là cái tâm hồn của các vị được an lành, được thoải mái, được khinh an. Mà trong thời gian nào đó, hoặc nửa giờ, hoặc một giờ, thậm chí là ba bốn giờ, hoặc là một ngày nào đó ha, có khi không được một ngày, là tại vì cái thuốc mà gọi là sinh thiên đó là cái thuốc hữu lậu. Rồi người ta nói gì? Mình đang hưởng sự an lành đó, sự an lành đó ha, mà người ta nói cho mình nghĩa là một câu mà mình hơi bất mãn bất bình, cái là mình nổi phiền não vô minh trở lại. Thế thì cái thuốc mà gọi là sinh thiên đó không còn giữ được nữa, nó trở thành ra cái giận, cái dữ, cái tham sân si. Tôi nói ví dụ như là cách đây là mấy chục năm tôi đọc cái chuyện mà bà Thanh Đề gọi là đi dân đại lễ đó mà. Cạo lấy lúa ra thì lột lúa rồi cạo gạo để đi dân, đi cúng chư tăng, cúng Phật, cúng tăng bằng cái công lao của mình.
vì là tấm lòng của tôi duy rốt, thay vì người ta sai lúa, ta giả gạo, ở đây tôi lộ cái từng hộp rồi tôi cả ra cho tấn rồi đem đi dân được cúng Phật. Thế thì mấy ông đạo trong chùa họ nói chùa tổ được cái bà này, bà nói bà cúng dân đại lễ, tưởng rồi bà cúng cái đại lễ gì nhiều lắm, ai về đâu có một bát gạo nhỏ vậy mà cũng gọi là đại lễ. Bà này bà giận cái bà đổ cái chén gạo xuống, bà chà đạp, không thèm cúng ba cái ông này nữa. Sao? Thế thì cúng mà cái lòng chấp á, là cái phước sinh thiên. Máu là cái chấp việc, cái chấp là công lao của mình phải làm cho hết sức cân trọng cực khổ, cũng phát xuất từ cái lòng chấp. Rồi đem đi cúng dường để nói lên là cái công cực khổ vậy là phải quý, phải trọng, phải là cúng thịnh ha, trân trọng cái mực nào đó phải quý. Ở đây thì ai biết cái cực khổ của bà hành chi mà đem lại ít xịt thì nấu không được cơm chén gạo là một tô cơm mà đại lễ thì sao. Thế thì các cái ông mà đạo, các ông tiểu họ nói cũng có cái lý của họ chứ. Ở đây mình vì chấp công lao của mình, là vì chấp đại lễ của mình, nghĩa là rồi mình dâng lên, thế là bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, nó sẽ sanh lại cuộc đời không như ý. Như tên bắn xé hư không bay mất, cầu đó rất hay. Bố thí ra mà lòng chấp phước sanh thiên, giống như tên bắn xé hư không bay mất sức mỏi rồi, tên rất biết về đâu, mình không còn kiểm soát được. Lúc đó ha, cái từ đó ta nói là bà tinh đề, nghĩa là không còn kiểm soát tâm mình nữa, mỏng rồi, mỏng cái tâm chân thành trân trọng kính quý của mình rồi. Bây giờ cái sân nó chen vô cái cực độ rồi, thế thì là còn đổ gạo xuống mặt cha mà đạo, thế là sức mỏng rồi, tên lắc không biết gì đâu, nó đi tới cái chỗ cực sân. Mà cực sân thì nó đi kèm cho cực si. Từ đó về ha, thì tục truyền rằng là bà mới làm cái lễ đại thí, rồi bà mới là lấy con chó và chặt một cái đùi chó. Cái này là cái chuyện thiếu lâm, nhưng mà có tích mới dịch ra tuồng, làm thịt chó để làm nhân bánh tét để cho mấy ông hòa thượng tới ăn. Rồi cũng tục truyền rằng là ông hòa thượng của tôi ông đắc đạo, ông biết là bữa nay ăn là mấy ông thầy phải mặc áo lộng này. Có tính thì dịch ra tuồng, chứ cái này là nó không có thiệt đâu. Để mà đem cái bánh tét của mình ở trong này nè lấy ra ăn, còn cái bánh tét đó là đem về bỏ vô trong cái túi này đem về. Rồi đem về mới là đựng vô trong một cái chỗ ha. Rồi nó mụn nát ra cho nó mọc ra hành hẹ tỏi nén, vì vậy cho nên hành hẹ tỏi nén phát xuất từ thịt chó, cho nên không được ăn, do nên bây giờ ăn chay là phải cử. Cho nên nói cái này là đừng có tin cái đó nha, tiêu lâm đấy. Nhưng mà có tích thì mới dịch ra tuồng, chứ nói là tiêu lâm đấy. Sức mỏng rồi tên rớt biết về đâu, sao bằng tu thật tướng môn. Thật tướng môn là gì? Là thấy được tất cả dạng pháp giai không duyên sanh như quyển ha. Thế là nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Mình đâu có, nếu mà mình đi thật tướng môn, mình đâu có cần phải lấy cái công lao mà phải cạo gạo như vậy. Chứ tên cần 10 ký mình cúng 10 ký, mà nếu đông người cúng 20, cúng là 1 tạ, 10 tạ. Ở đây là mình lấy cái chấp của mình. Hết giờ rồi hả? Đọc cái câu này để cho nó hết cái trang này nè. Này Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát cũng như vậy, không nguyện sanh cõi trời, không cầu sắc đẹp sức mạnh, thấy chứ riêng vì sanh cõi trời chẳng khỏi được những khổ não ưu bi.
Kẻ phàm phu ngu si dân chỗ nào cũng đều tham luyến, vì họ không lường biết được cái khổ hoạn của già, của bệnh, của chết. Này thiện nam tử, ví như cây độc, gốc rễ có thể giết chết người. Thân cây, vỏ cây, bông trái, hạt cũng đều có thể giết chết người. Thân ngũ ấm của chúng sanh trong 25 cõi đều có thể hại chúng sanh cũng như vậy. Đây, cho nên là để ý cái vấn đề tham sân và quý tử. Có hết giờ rồi, còn cái đây tôi nhắc đại chúng học cái câu đó cho Phụng ngay bây giờ. Chư hạnh vô thường thấy sanh diệt, pháp sanh diệt, diệt dĩ là tịch, diệt như là các hành pháp đều vô thường, vì hành pháp là pháp sanh diệt, vì đó là pháp duyên sanh. Hãy diệt cái ý niệm sanh diệt sẽ được cái vui tịch diệt. Đấy, quán niệm cái câu đó. Diệt cái ý niệm sinh diệt. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận. Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô lượng thề nguyện thành. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới. Sáng ngời ánh mặt trời, tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe mê mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi, đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý lan chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi, con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong xa, sẽ vượt thoát từ xanh mây rơi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao sương muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Thank you.
bơ vơ trong đời u tối. Chẳng luôn nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chảy vơi qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy chan hòa. Thầy chân lý là chính tâm hoa trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn vỡ. Thầy ơi, con xin hứa dù khó không lười, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng sẽ vỡ thoát. Đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao dung